hiện tại là đang làm hồ sơ để đi vay ngân hàng để thuê cho người ta làm. Ủa cũng nhiều đấy. Hôm trước anh vào cũng một lần đấy. Xin chào quý vị thân mến, hôm nay thì em già tiếp tục đi vào nhà của gia đình của em Xính ở bên trong này. Thật sự là những cái thước phim trước thì anh em cũng có chia sẻ và cũng có nhận được sự đồng cảm của rất là nhiều cô bác có giúp đỡ cho gia đình. Tuy nhiên là cũng nghe tin là gia đình cũng không có tiền để làm ấy. Và về sau thì hôm qua nhận được một cuộc gọi của gia đình là có thuê cho người ta làm và đi vay tiền ngân hàng để tu sửa và làm cái nhà cho gia đình để cô chú tính năng sinh mưa. Thì hôm nay em già đi vào đây để cập nhật cho cô bác cũng biết là nếu gia đình đã tự chủ động là làm rồi thì anh em sẽ không có nghĩa là không ghi hình nhiều mà sẽ lấy cái số tiền của các cô bác đã gửi về cho gia đình và trao cho gia đình tự khắc phục gia đình của nhà em Xí. Rồi chào em nhá. Đang làm gì á Xí? Em á? Hả? Em là... Đang nhóm bếp à? Ủa? Làm gì? Nấu cơm à? Nấu cơm cho những anh em giúp anh làm cái đậu bếp nhà ấy. À, ừ. Hôm qua em điện cho anh là bảo là em thuê cho người ta làm cái nhà của em ấy. Thì hôm nay đồ thôi đang làm à? Nhưng mà thuê thì bữa kia là khắp đổ khắp đúng không? Đổi này là với là đổi khắp. À đội nào sang lại cái nền mình là có đội khác nữa cơ. Đấy. Nhưng mà thuê hay là nhờ? Thuê thì. Thuê. Thuê hết tất cả. Nếu mà bây giờ mình nhờ thì có người nó đi là thuê hết rồi. À. Không có người nhưng mà mình thuê thì nó là nhân hơn. À thuê. À, thưa cô bác là như thế này, đấy, hôm nay em già vào thì hôm qua cũng nhận được cuộc gọi của gia đình em Xính. Thì em Xính bảo là thuê tất cả cho người ta làm hết rồi. Đó, thì em già cũng vào đây để xác minh xem là gia đình làm đến đâu rồi. Và có thực chất là có thuê cho anh em làm không. Cho nên em già vào thì cũng nghe em Xính bảo là thuê rồi. Tất cả là em đều thuê hết à? Được thuê hết rồi. À, cả cái sang nền, cả làm nhà luôn. Là nhà xây luôn này. À nhà xây luôn. Đấy. Nhưng mà có cột ở trong nhà không? À, tất cả là cột hầu hết mà. À tất cả là thuê cột này, rồi là gạch xi măng các kiểu là người ta khác làm hết. Đấy, người ta khác làm hết mà bề lô và người ta cũng khác mua hết. À người ta khác mua hết. Nhưng mà em lấy tiền đâu ra thuê? Em cũng không có nhưng mà em chỉ nếu làm xong thì em đăng ký ở đây ngân hàng trả. Thưa cô bác là như thế này, em Xính bảo là em Xính thuê cho người ta làm. Nhưng mà em Xính hiện tại là đang làm hồ sơ để đi vay ngân hàng về để thuê cho người ta làm. Đó, nhưng mà cơm canh là người ta tự ăn hay là mình nuôi? Mình nuôi mà. Mình nuôi ăn? Đúng. Ủa, mình đang không có cơm mà sao lại nuôi được? Sao không khoán một thẻ để người ta tự ăn? Nhưng mà mình có một thẻ cho người ta thì bởi vì là với là anh em làm thôi. À anh em hàng xóm thấy gì và nếu mà được nó tự mang cơm thì cũng là mình không tốt cho họ rồi. À vâng. Em Xính cũng bảo là có mùi ít cơm trước cô bác có gửi về thì em Xính cũng sử dụng cái cơm mà trước có các bác ở nhỏ Hoa Xây Chân Như có gửi phần quà em già cũng lấy vào cho gia đình. Và em Xính cũng tận dụng cái phần quà đó để mời cũng như là mời anh em đội thợ là ăn cơm tại nhà luôn à? Ăn cơm tại nhà luôn đấy. Ừ đấy. Thì hôm nay là đội thợ đang làm không? Phải không? Vâng. À đây có rất đông anh em ở bên trong này có về thăm nền cho nhà em Xính. Tuy nhiên là mưa khá là to cô bác ạ. Trời em già từ bên nhà vào thì cũng không có mưa. Tuy nhiên là vào đến đây thì mưa khá là to. Bê ra ngoài thì đi ra ngoài thì không ra được ấy. Cho nên là mình không thể ra ngoài. Một lúc mưa tạnh thì anh em sẽ ra ngoài để ghi hình cho tất cả cô bác cùng biết. Còn bên nhà này thì em Xính đang nhóm bếp để thổ cơm. Đó, ở trong này thấy có một nồi mè mén và rau bí.
Và mưa to quá cho nên là nhà cũng bị dột từ trên cái bạc ở bên trên này xuống. Đây này, thủng rồi xí ạ. Cái bạc này thủng rồi, bị cái chế này chọc thủng rồi. Cái này thì nếu mà mưa to thì dột nhiều lắm. Có lúc mưa to thì nó phải trong kia nó có một đống. Ở trong này làm gì xí? Đây là cúng. Đây là cúng á? Hôm qua. Hôm qua á? Ủa, cúng nhiều đấy. Hôm trước anh vào cúng một lần đấy. Nhưng mà sự cho nó bị quá thì nó phải làm. Mình làm rất là mong mà. Vâng, đấy. Cứ phải làm. Nhưng mà cũng ít thôi, cũng nhiều thế. Thứ nhất là vừa tốn tiền, mình đang không có tiền thì mình đừng cúng nhiều, đi bệnh viện. Con nào ốm? Con bé. À, con bé này á? Bị nôn. Bị nôn á? Sao có cái chất chán này? Dám một chất đất đá này tí. Bánh chung. Bánh chung á? Mót xa nổ? Chỉ mót xa nổ, cái cu. Cu cu á? À, bị sốt. Em xin bảo là bị sốt cho nên là bôi cái thuốc này vào. Anh bảo em nè, gia đình nếu mà ốm ấy thì đi bệnh viện cũng gần mà. Đi trạm y tế ở trên này ấy. Đây cũng gần mà. Nhưng đi mà xin thuốc ấy. Bây giờ em cũng không có xe đâu mà. Không có xe đi á? Người có xe thì nó đi làm thuê hết rồi. Nó dắt xe đi làm thuê hết rồi. Dắt xe làm thuê hết em rồi. Em cũng không có xe. Em biết đi xe nhưng mà mình là không có xe. Đúng rồi. Em chính là có biết đi xe cô bác á. Tuy nhiên là gia đình cũng không có tài sản, không có xe. Cho nên là em chính ở nhà cúng. Anh bảo em đừng cúng nhiều nhá. Anh nói thật. Nếu mà mình cúng 300-400 thì thà mình đi bệnh viện để xin thuốc ở trên kia còn đỡ nhiều hơn. Sao lấy cái bát úp như thế này? Cái ông cúng kia nó làm thế mà. À, cái ông thầy cúng kia làm như thế à? Đấy. Tin ít thôi. Mình tin vào thầy nhưng mà mình nên là đi bệnh viện cúng một hai lần thôi. Lần trước anh vào em cũng cúng một lần đấy thôi. Trước kia thì nó cúng một lần nhưng mà đã cũng như là hai tháng hai tuần rồi. Hai tuần rồi. Xong em cúng sau đợt này và làm nhà luôn. Xong lần này thì bắt đầu làm nhà nữa thì mình không có thời gian đi bệnh viện. Vâng. Thì nếu mà đi bệnh viện mấy hôm nay mà nó vẫn còn như thế thì hiện nay chắc là bệnh viện. Đúng rồi. Đấy thì cô bác là như thế này. Trước khi em xin khánh thành nhà mới tức là san nền ấy thì em xin cũng con cũng đang ốm và cũng cúng, thứ nhất là cũng con, thứ hai nữa là mình cúng để làm sao mình làm cái đào nền móng này rồi lần sau mình có làm nhà thì cũng thuận buồm xuôi gió. Cái này thì đương nhiên đó, dân tộc em già tin là dân tộc nó cũng thế, không chỉ là cúng cho con mà là cúng cho cả gia đình thuận buồm xuôi gió khi mà khánh thành nhà mới ấy, cô bác. Còn bây giờ mưa cũng tạnh tạnh rồi. Lúc này em già vào ấy, thì chưa mưa, thế nhưng giờ đây mưa khá là to. Còn như cái cột này thì em xí nghe chuyển vào đây hết rồi xí. Em chuyển vào đây như cái cột này thì em không dùng rồi. À không dùng được cái gì? Vâng. Anh em, hôm nay nhiều nhỉ, đông người nhỉ. Hôm nay mới làm hay là hôm qua làm rồi xí? Hôm qua làm một ngày rồi. Hôm qua một ngày rồi á? Ồ. Cái này đào sau bên đào đi sau vào bên trong nữa à? Hay như thế thôi? Như thế được rồi á? Một tí ở bên kia. À, xong bên trong này đào? Đào hết á? Ồ nhỉ. Chắc là tầm một ngày. Một ngày à? Hai ngày. Hai ngày nữa là xong à? Tổng cả đội làm trong này là bao nhiêu người? 12 người. 12 người. Là tất cả anh em ở trong này luôn. Ừ, đấy. Đây, cô bác ạ. Em già cũng vào đây để xác minh cho đấy. Em tính nếu mà làm ấy thì gia đình tự làm và tự thuê độ thợ rồi thì anh em không biết cách nào để mình có thể là mình không đủ, cô bác giúp đỡ không đủ cái tài chính cho nên là em xin cũng tự đi làm hồ sơ và vay thêm ngân hàng thì cái thước phim này em già cũng muốn báo cho tất cả cô bác là nếu em xin đã tự thuê như thế rồi thì em già sẽ đi bàn với anh em ở trong đội team là sẽ trao cái số tiền mà
các cô bác, các mạnh thường quân đã gửi cho em Xính để em Xính có thêm tiền đi mua cơm cho đội thợ ăn. Hai nữa là mình có thể là đưa cho đội thợ để cho gia đình em Xính có tiền trước khi đội thợ bắt đầu vào công việc. Bởi vì nếu mà như em Xính nói, bây giờ mình mới đi làm hồ sơ để vay ngân hàng thôi ấy, thì không biết là bao giờ mới giải ngân cho gia đình em Xính. Tuy nhiên là đội thợ của em Xính là cũng nói là khi nào mà bên ngân hàng người ta giải ngân thì mới lấy tiền. Còn chưa giải ngân, chưa đủ tiền thì người ta cũng chỉ lấy một ít tạm để đi mua vật liệu về làm nhà thôi. Đó, thì đây là những cái nền nhà mà em Xính có làm lại để mở rộng đấy. Mở rộng mặt bàn, cái nền của gia đình. Đó, trước đó là cái mặt bàn ở trong này khá là hẹp. Tuy nhiên là bà con cũng đào thêm và đào đi sau bên trong kia rồi. Đó, để mở rộng sau này là mình có thể làm nhà ở bên dưới này, nhưng mà sạt lở cũng không đến gia đình phải không? Đấy, không đến nhà. Đó, và sau này anh bảo này, sau này mình nhớ đào cái ránh để thoát nước. Em đào mà. Ờ, đấy, đào cái ránh để thoát nước. Rồi cái này thì anh bảo em này, em đã chốt thuê cho người ta rồi thì anh sẽ đi bàn với anh em để mai hoặc ngày kia anh em lên sẽ trao cái số tiền mà các cô bác trước gửi cho em ấy, để em có tiền trang trải cuộc sống cũng như là mua cơm về cho anh em nhé. Và nhưng cái anh trai mà anh khóa cái là nhà kia nó bảo là ngày mai thì bà lo tới, nếu mà không mưa thì bà lo tối, nếu mà mưa thì chắc là không tới. Nhưng mà không mưa thì nó tới nó có khi nó phải dùng 3-4 triệu để làm cho nó chết cho nó mới có ngán làm. Có nghĩa là phải có 3-4 triệu để nó đi, để anh thợ kia đưa cho mỗi người 200-300 thì người ta mới có động lực để làm phải không? Được rồi, thế thì anh hiểu rồi. Đấy, anh sẽ bàn với anh em ở trong đội tin anh nhé. Còn ở trong này thì đào 2 hôm nữa là xong rồi. Cái này mình làm thì làm cột ở bên trong nhà, xong là xung quanh là làm gạch hay là như nào? Mình làm cột ở trong nhà, xung quanh thì mình làm cột đá mà. Gạch thôi, bưng và gạch thôi, xay gạch lên. Xay nó lên. Xay gạch lên thấy gì? Nhưng mà có đào móng không? Có chứ. Vẫn phải đào móng phải không? Thì đào móng. Đổ móng này. Đấy, đổ móng cho chắc. Bởi vì đất này không phải là đất đất này là đất mượn nhiều ấy cô bác. Đó, thì mình sẽ đào móng. Đồng móng thì em đã cho anh kia nó tự đập nên là móng là người ta làm hết cho mình phải không? Nó tự làm hết mà. Nó tự làm hết xong sau này mình chỉ kỳ việc là vào nhà thôi. Vào nhà mới thôi. Nó tự làm hết thì cứ như là đá ở dưới mà móng kia là mình tự tìm. Còn đá móng là mình tự tìm. Nếu cái xi măng và kia thì nó tự mua về. Tự mua về. Thì thế cây tìm. Cột kèo các kiểu, pờ lô các kiểu là có nghĩa là quán thẳng luôn này. Quán thẳng luôn mà. Thế anh hiểu rồi. Đó. Nên là mình tự tìm, mình cũng không có xe nữa thì đi bộ thì nó cũng hơi lo. Đúng rồi. Mình có một cái nhà bàn thế này, gió ít mình cũng phải sợ, gió to mình cũng rất là sợ, cho nên là mình có đôi cho nó làm nhanh để cho mình được một cái nhà ở tạm mưa và nắm. Đúng rồi. Vâng, thưa cô bác, là như em Xính nói, cái liều bạt của mình là khi gió to, mưa to thì mình không thể là an toàn ở trong gia đình được. Bởi vì gia đình của em Xính có 4 thành viên, tức là 2 vợ chồng và cộng thêm là 3 đứa con nhỉ? Đấy, 5 người. Đó, ở trong một cái liều bạt. Trước cái nhà là cũng đổ tan tành hết rồi, không còn sử dụng được cái cột kèo nào nữa rồi. Cho nên là em Xính muốn là đi làm thuê ở dưới xuôi để kiếm tiền, khi nào đủ làm nhà thì em Xính về. Tuy nhiên là vợ con cũng bảo em Xính là cũng không cho em Xính đi. Bởi vì cái nhà là không an toàn cho gia đình. Khi mà em Xính đi rồi mưa gió to thì không biết là phải đi trốn và đi ở nhờ nhà nào ấy. Thì em Xính mới không đi làm thuê nữa. Mà em Xính quyết định là
mình sẽ đi vay ngân hàng để về làm cái nhà cho gia đình xong. Sau đó thì mình sẽ đi làm thuê để giả nợ cho bên ngân hàng cô bác ạ. Đó. Nếu mà khi nào mà làm được cái nhà tốt cho vợ và con thì em vay ngân hàng nữa thì em sẽ phải đi vào công ty để trả nợ cho ngân hàng. Bây giờ mình tự kiếm ở trong nhà đi tìm thì chắc là không có đâu. Mình cũng phải đi làm thuê. Thế là đất là kéo tất cả chứ hay là kéo nguyên vào trong này thôi thì? Kéo nghêu vào chỗ này nhá, bởi vì là ở đây có cái chuồn, có cái chuột bò và bên kia nó cũng là đất. Là cái phần bên trong này là không phải đất nhà em nữa à? Bên kia nó cũng phải nhưng mà ở dưới một tí kia nó là không phải. À nó lại không phải rồi. Và người ta cũng trồng ngô vào bên trong kia cho nên là em xí mới quyết định là thôi những cái phần đất còn lại sẽ bỏ hết vào trong này. Nhưng mà đây là nương của em chứ? Đây là của em à? À đây là nương của em. À em cũng trồng rất là nhiều cây và nương thì đây không nếu mình hấp đất ra bên trong này thì không ảnh hưởng đến cây cây ngắn ngày, bởi vì cây này cũng đã lớn rồi cô bác ạ. Đó thì em tính hấp toàn bộ, bảo anh em là bà con là cũng cho hết đất vào trong này, còn hấp vào trong này thì lại liên quan đến cái chuồn này, chuồn bò. Hai con dê của nhà mình hay của ai? Của anh trai. Của anh trai à? Để nhà mình à? À nuôi dế thế gì? Nuôi dế xong rồi sau này chia con gì? Sao không thả ở đây? Ở đây không thả được nhỉ? Có nhiều ngô và nhiều đúng rồi. Rau bò. Đúng rồi. Có khi là họ chỉ mồi cái mồi. Đúng rồi, đi ăn ngô với lại đi ăn cỏ nhà người ta là người ta cũng bắt đền thì lúc đấy không tiền đền đâu đấy. Với lại dê này dê nuôi dế thôi, nếu mà dê nhà mình thì còn được bắt đền 1-2 triệu nữa thì thà mình đi mua 1-2 con dê về nuôi, tự mình nuôi ấy nhỉ. Đấy. Thì phải 1-2 triệu thì mình cũng sẽ là mua được 1 con rồi. Đấy đúng rồi. Còn bên trong này thì anh em cũng về làm nhà cho em xính. Đây cô bác, ở phía bên trong này thì đây cái liều bạt của nhà em xính. Gió to và gió mạnh thì sẽ không thể giữ được và cũng không giữ được an toàn cho mấy mẹ con. Cho nên là em sẽ cũng quyết định là không đi làm thuê trước khi làm nhà và sẽ vay ngân hàng về làm nhà trước khi sau khi làm nhà xong thì em sẽ mới quyết định là đi làm thuê để giả nợ cô bác ạ. Đó. Cái cửa ở đây trước hình như là có cái cửa hay sao mà xí? Không có đâu mà. Chỗ này không có nhưng à? Mà không làm em được đi làm rất là đây cô bác, gió thổ rồi, rất là mạnh luôn. Cái liều bạc này là cái này không ở được không? Cái này mà gió mạnh phát là đi luôn đấy. Em phải lấy cây nẹt vào. Nếu cũng như thế nhưng mà em nghĩ là tôi thấy đang chưa được làm thì tạm chắc là nửa tháng. À nửa tháng. Thì em gửi ở tạm. Vâng đấy. Bởi vì bây giờ cũng khánh thành nhà rồi ấy. Thì kiểu gì mình cũng phải dỡ cái liều này đi để người ta đào móng ở bên trong này. Phải không? Khi mà đào xong thì em phải bỏ ra. Đúng rồi, phải bỏ ra thôi. Phải bỏ ra dựng ở đâu đấy thôi. Chứ bây giờ mà để cái này xong rồi người ta cũng không biết đào móng và tiến hành làm nhà. Đúng rồi, không bỏ là người ta không biết làm. Mà được rồi, không phải nẹp được. Bởi vì không sinh thơ các bác là đang nằm ở trên này. Ui cẩn thận nhá. Cho ăn thì dù ăn chú ấy hả? Ăn liếp bốn dê. Bốn dê bốn dê à hả? Các sinh thơ là rất là các sinh thơ là tên dùng trò chả. Bởi vì thưa cô bác là như thế này, bà con ở trên này thì xe ô tô không vào được, máy xúc không vào được, mà kể cả có vào được đi trong nữa thì cũng không có tiền để thuê. Còn là thuê với anh em làm ở trong này thì lại rẻ hơn so với thuê máy xúc. Đó. Mình chỉ việc là nuôi cơn và một ít tiền để anh em bà con có động lực làm thôi.
cẩn thận nhá, để người làm ở dưới nhá. Đấy, nguy hiểm lắm. Nên chỉ trả luôn y lùa hả? Hai à? Chỉ mua là mua hai á? Bắt chị là cũng khỏe. Đã khỏe chưa được. Để nó hư tiêu, cũng chỉ bỏ lỡ nhiều à. Cái này là bà con cũng làm thuần thục rồi. Thanh niên thì lấy đất và đào đất. Còn chị em thì lấy cuốc, lấy đất để vào cái vải. Hoặc là cái bao tải gì đó. Để hai người cùng bắt đi. Nè có cái có cái nào không nha thì nha 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 chát hơn cả cái bao tải luôn cô bác ạ. Cái này thì mình lấy cả ngày đóng nó mát độ à. Và vật tiêu của tao dưới trong một tập tiếp. Ôi nhỏ thế là có ở chùa. Nấu thì cho bà con thì đi nấu đi. Về giờ trưa rồi. À vừa ăn à? À vừa ăn xong rồi. Bây giờ là mới bắt đầu tiếp tục làm. Đúng rồi. À 3 giờ mới là đi nấu cơm. Thế là bây giờ mình cũng không làm gì thì mình có tao có à? Có ý chú bố chú á làm bố có lẽ là thiếu chúng ta đêm thiếu ví dụ mình đi ăn xem có gì làm thì mình làm cái đó. Bởi cái này thưa cô bác là như này, mình đã thuê rồi thì mình chỉ việc là phụ bếp thôi. Đi nấu cơm thôi. Đúng rồi, nếu mà hai vợ chồng thôi thì cũng rất là khó khăn và làm cũng khá là chậm. Với lại đi nhờ bà con ấy thì có hôm thì không ai đến giúp. Vâng. Đấy. Có người thì khi nó không có việc thì nó cũng lên một tí, nhưng mà khi nó có việc thì nó cũng không lên thì mình cũng tự làm. Đúng rồi. Mình mời thì mình không thể là ép buộc hoặc phải lên làm giúp mình. Đúng bởi rồi. Là đây nó cũng chỉ là mình nhờ thôi, thì người lên thì lên, người không lên thì cũng thôi. Đúng rồi. Đấy. Với lại mình khoán như thế này là cái độ tự giác nó cao hơn. Tự làm, không cần mình phải nói. Còn nếu mà mình mà nhờ thôi thì có bà con nó chỉ về xem một lúc xong rồi lại đi. Hoặc là có người giúp mình làm thì cũng chỉ làm một lúc thôi. Người ta mệt thì nghỉ. Còn khoán như thế này là kể cả mệt đi trong nữa thì bởi vì bên trong đó có tiền rồi thì sẽ có động lực hơn và sẽ cố gắng làm hơn. Mình cũng như thế, nhưng mà người mình khó thì khó cho nó thì nó cũng làm mình không thể hỏi nó cũng làm, nhưng mà người mà mình mời đến thì nó cũng là treo cái người kia vào là cái người đã làm có tiền rồi thì không cần phải làm đâu. Đúng rồi. Như thế thì
cứ kể đi. Thì nếu mà mời đến người nào đấy thì cứ người đó đấy. Ừ, đấy. Vâng. Đấy, hôm nay thì anh vào cũng thứ nhất là vào xem tình hình của em đá khoán cho người ta thật hay là em chỉ là nó cho anh biết để lấy tiền vào cho em. Thật sự là anh cũng lo lắm. Nếu mà anh em đội team trao cái tiền của các cô bác cho em ấy thì cũng sợ là em không làm được, với lại không thuê được người về hộ em làm ấy. Bởi vì cái số tiền mà các cô bác gửi thì cũng không đủ để làm nhà cho em, cho nên là anh em cũng đang đợi và đang kêu gọi để có người giúp đỡ gia đình em. Nhưng mà hôm nay vào thì cũng thấy em cũng tự chủ động là khoán cho người ta và chủ động đi vay tiền để sau này mình làm thuê giả nợ ấy. Thì anh sẽ đi bảo anh em và một hai hôm nữa sẽ vào trong này để trao cái tiền cho em. Em có thể sử dụng cái tiền đó đi thuê cho anh em, hoặc là anh trao cho em để em trao cho người ta để đi mua vật liệu về làm cho nhà em ấy. Thì hôm nào anh ra đấy, mai hoặc ngày kia anh ra thì sẽ trao tiền cho em nhé. Hôm nay em vào thì cũng thông báo cho em là như vậy, và cũng biết là em đã khoán cho người ta rồi đó. Vâng, thưa cô bác, là hôm nay em ra vào thì cũng về cập nhật cái tình hình của nhà em xin cho tất cả các cô bác cùng biết là em xin đã bắt đầu khởi công và làm rồi. Thì em già cũng phải đi vào nơi khác nữa ấy. Bây giờ cũng khá là muộn rồi, em già cũng xin dừng cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bác ở những cái video tiếp theo ạ.